Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị bạn quay trở lại với kênh Mua Bán Tục Cũ Kèm Loan Kinh Môn. Và trong buổi trưa hôm nay, Loan đang có mặt tại cơ sở 2 92 vườn này An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và có lên sóng cho quý vị, anh chị các bạn xem một mẫu xe Chevrolet Cruze. Một mẫu xe rất đẹp luôn anh chị nhé, đảm bảo cho quý vị, anh chị các bạn đến xem xe hoàn toàn có thể chốt được. Một mẫu xe sản xuất năm 2016, bản số sàn 1.6 anh chị nhé. Em đang chào bán chiếc xe với mức giá cực hợp lý cho quý vị, anh chị các bạn chốt đi trong dịp Tết này. Chỉ có 318 triệu đồng thôi. Quý vị, anh chị các bạn quan tâm thì alo ngay cho em Loan qua số điện thoại 0976 08169, đến xem xe trực tiếp tại cơ sở 2, có địa chỉ tại 92 Vườn Nài, An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe thì em đảm bảo cho quý vị, anh chị các bạn là xe hoàn toàn là zin nguyên. Không hề có hiện tượng nổ anh chị nhé, không va chạm đâm đụng gì, máy móc zin nguyên, cũng như là hoàn toàn thân vỏ của chiếc xe này hoàn toàn là zin khá nhiều, xe chỉ có sơn tỉa thôi anh chị nhé. Đó, với cái mức giá chỉ có 318 triệu, sở hữu một cái mẫu xe sản xuất năm 2016, đời rất cao, tên tư nhân, một chủ dựng từ đầu, đời 2016. Đó, xe không chạy dịch vụ taxi nhá, đi chuẩn có 7 vạn thôi. Form dáng rất đẹp luôn ạ. Xe thì được trang bị khá nhiều có tính năng an toàn đã trên xe rồi, túi khí ABS và được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ trên xe, zin cả xe anh chị nhé. Đi chuẩn có 7 vạn thì anh chị biết là một cái chất xe như thế nào. Đó, vô lăng hoàn toàn không hề có ấn tượng ở file mờ. Tất cả các phím bấm của xe còn rất là nét anh chị nhé. Đó, đèn trần này. Và nhìn chung là mọi chức năng trên chiếc xe này như một chiếc xe mới luôn. Vận hành hoàn toàn bình thường và ổn định, hoàn toàn là không lỗi. Côn số ngọt. Đó, với cái mức giá trên thì bên em có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho quý vị anh chị các bạn luôn và hoàn toàn là không bớt. Đấy, giá thì bên em cũng chào bán khá hợp lý cho quý vị anh chị rồi. Chỉ có 318 triệu thôi. Đó, hoàn toàn một chiếc xe zin nguyên. Quý anh chị các bạn ở khu vực phía Nam có đến trực tiếp tại cơ sở 2 để xem và test mẫu xe này luôn. Với cái mức giá trên thì em đảm bảo là không ai có thể bán giá tốt hơn bên em rồi. Với cái chất lượng xe nữa. Đó, hệ thống keo chỉ là hoàn toàn là zin cả xe. Form dáng đẹp. Đói, cốp rất là rộng rãi, thoải mái. Sơ cua kích nốt đầy đủ theo xe nhé. Hoàn toàn không một mất một phân keo chỉ nào. Đó, trang bị đầy đủ màn hình cam lùi. Gầm bệ của xe đây quý vị anh chị nhé. Rất là sáng bóng này, không hề có một chút gì gọi là han mòn. Nội thất của chiếc xe khá là rộng rãi, thoải mái, tạo chúng ta ngồi một cái khoảng không rất cực kỳ là thoải mái luôn, dễ chịu cho người ngồi phía sau. Tất cả cái hệ thống nhựa đắp lô đắp ni của nó cực đẹp. Xe không chạy dịch vụ taxi hay Grab gì chị nhé. Đó, đi chuẩn có 7 vạn zin thôi. Ốc áp của xe hoàn toàn là nguyên bản. Và xem xe bên em cũng như là mua xe thì quý anh chị các bạn hoàn toàn được yên tâm cũng như là đặt niềm tin vào bên em. Em sẽ đảm bảo cho quý vị anh chị các bạn là xe không đâm xô, không tai nạn ngập nước gì. Hai chìa khóa theo xe anh chị nhé. Đó, xe vẫn còn nguyên hai chìa. Đó, đi chuẩn có 7 vạn thôi. Vòng tua rất là đều nhé anh chị nhé. Ừ.
Quý chị các bạn quan tâm đến cái mẫu xe này có thể Zalo cho em qua số điện thoại 0976081699. Em sẽ gửi chi tiết mẫu xe này cho quý vị anh chị các bạn để quý chị các bạn có thể tham khảo cũng như là mua những mẫu xe mình ưng ý về phục vụ gia đình trong dịp Tết hoặc có thể chạy đá đưa Grab. Đó. Xe thì zin hoàn toàn là zin cả mặt máy luôn anh chị nhé. Đấy, máy nổ rất là êm. Động cơ 1.6 thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này đâu đó tầm 7 lít thôi. 7 lít trên 100 km đường trường đối với chiếc xe Chery Cruze. Rất đẹp luôn, như một chiếc đó, như một chiếc xe mới luôn. Rất đẹp. Một chiếc xe sản xuất năm 2016, tên tư nhân biển Sài Gòn. Giá chỉ có 318 triệu. Quý vị anh chị các bạn lần đầu theo dõi clip của em nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình like kênh Zip Loan để theo dõi những mẫu xe mới nhất đăng lên thường xuyên trong ngày nhé. Rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.